lên cùng chuyến bay chứ. Đi cùng đi cho vui nha. Dạ. Mến chào cô chú anh chị và các em. Chuyến này Thảo về Việt Nam chung với em Út và Tiết. Đi chợ mua đồ, đóng thùng chung. Rồi ông xã mua thêm mớ đồ nữa là đủ đồ đi về Việt Nam rồi. Cùng đi chung với gia đình Thảo những ngày bận rộn nha. Bữa nay đi với lại Bạch Tiết với lại anh Năm, anh Tư Sài Thành đi mua dầu gió đem về Việt Nam. Mua ủng hộ cô chú bận quá không có ship đi xa được. Mà lần nào về cũng gửi quá chừng cho bà, tặng bà con cô bác á. Bữa nay đi với em Út chúc con đi về thượng lộ bình an. Quang, quang, quang. Nhiều kia tao đi nhớ ghé cô nha. Dạ. Nhớ quên cô dặn á. Dạ. Rồi, rồi rồi. Chị đồng khỏe luôn nha. Dạ, cảm ơn vậy nha. Bye cô chú. Út đi thượng lộ đó mình đâu có cắn rồi. Đi vui vẻ nha, về cho nó vui nha. Dạ. Đi về Việt Nam vui vẻ. Kiếm được muốn là ngon ngon ăn. Đúng rồi, lên list mà ăn đủ rồi. Đúng rồi, kiếm được ngon ngon ăn. Mà cẩn thận ở chừng vô cho Út nha. Nhìn về tặng bà con cô bác. Làm mấy công việc lợi ích cho cuộc sống vui vẻ, đem niềm vui cho mọi người. Cảm ơn cô. Rồi rồi, để con về nha cô. Rồi rồi, bữa nào hết giờ mong tóc mới cô nha. Dạ, con còn nhiều, con mua nhiều lắm. Rồi, dạ. Đưa em Út đi về Việt Nam sau 10 năm. Đó, anh Tư Sài Thành và em Út. Cô bán đông ha, đắt ha. Bà con ủng hộ nhiều á. Dạ. Em Út mua mua chủ yếu là dầu nè, dầu gió xanh. À, tại cái đó bà con cô bác thích. Dạ, ở quê người ta thích nhiều lắm. Ở quê thích. Có nhiều người nói với Út là không có mua được, giống như người ta ở quê mà người ta chỉ mua được con chai 5-10 ngàn ở quê thôi, chứ còn dầu gió xanh người ta quý lắm. Đúng nên rồi. Lần nào Út về Út cũng mua á. Mỗi năm thì mua ở Út Lình, nhưng mà đợt này chị Năm Thảo dẫn xuống cô nè. Bíp 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 vô. Nên bữa nay xuống cô chú mua. Cô chú dễ thương lắm. Hả? Cơ. Để giá đặc biệt rồi tặng ít cho bà con ở quê nữa. Bà con ủng hộ cô chú nhiều ha, cũng dạ. Vui. Dạ. Ừ. Rồi Út đi thuận lộ bình an nè. Dạ. Ừ. Giờ mình đi về nha. Cô bán gói nè. Cô bán gói ôm. Nhớ hồi xưa quá. 22 đô nè. 18 đô nè. Cái lớn 25 đô. Ủa giờ cũng còn ôm ngủ nữa hả? Còn ôm ngủ. Trời ơi. Năm ôm khác. Năm ôm gói bự. Tiệm cô á ở ngay ngã tư đường Aibon với đường Kinh. Mình chạy thẳng xíu nữa qua anh kia là có cái Target ở đường Capital á. Kế bên đối diện là Đức Phương Tofu Thạch Chè. Có ăn chè hôm qua mình ăn chè đi. Rồi vô đây rồi có quán quán ăn Việt nhiều lắm. Cô mua tàu hủ ăn đi. Dạ. Tàu hủ vàng. Thích ăn chè. Bên này là lá dứa không chị? Lá dứa này có. Cho em nửa này nữa kia không? Nửa gốc, nửa lá dứa. Là nửa sầu riêng. Đi theo em Út mua đồ, gặp mấy anh chị em ở trong tiệm vui quá. Nói mua hết giùm đi là khỏe liền. Hỏi khỏe không? Em gái miền quê. Thấy em lo bẻ táo hoài luôn ha. Mà em Út mà đem táo, đem nhiều cho quay nhiều. Trái máy luôn á. Tại vì dễ thương vui vẻ. Mua xôi luôn, đắt quá trời. Nổi tiếng luôn. Ok. Nay đi Việt Nam ta Út mà tự nhiên cái đây nè của em tắm cái chị cám lấy đó nè. Cảm ơn mua được mua dầu về Việt Nam. Mua dầu Việt Nam. Năm nói là Năm phải đi theo Út nha. Biết đâu. Biết đâu được không? Hai cho em đi chung thì sao? Đó. Ở Mỹ mỗi lần mình muốn về Việt Nam rất là khó. Mua xong chưa? Bánh bò đó. Chắc Út lấy cái để cảm ơn Năm quảng cáo nè. Quảng cáo bánh bò luôn. Bánh bò. Bánh bò đây. Bánh bò hấp. Bánh bò hấp nè. Bánh gai sữa, tuổi thơ, tuổi thơ. Bánh đồng tiền. Ô mai. Kẹo đậu phộng. Tỏi phi. Rồi nếu mà không lười biếng giống mình là qua mua hộp tỏi phi. cởi phi. Mấy chị mấy cô khỏe hết nha. Ừ. Thì nói là bánh tét được mà. Đi theo nhỏ em.
Rồi xong rồi được gói xoài mai ăn sáng nữa nè. Cảm ơn em Út nè. Cảm ơn nhau, hai chị em cảm ơn nhau. Đức Phương Tô Phu 204. Cái này là cái địa chỉ của cái khu này hả ta? 204. Cái giống như cái số 204 là cái số của cái tiệm hả? À, địa chỉ của cái tiệm là 204. Còn cô Nhật Thành là 200. Mà ngay góc nè, vô biết. Bún mắm Hà Tiên của chị ông Thái á. Số mấy ta? Chị họ con của cô ba. Ba anh Thái thứ năm. Ruột á, cô cậu ruột. Ruột kế bên bún bò Quế. Ở Mỹ á, thì mấy chị em hẹn nhau cũng khó mà gặp nhau được. Còn về Việt Nam á, chắc là khó hẹn nhau hơn. Tại ai cũng rất là bận rộn, thời gian về Việt Nam ít đó. Giờ mình đi thêm mấy chợ nữa cho đủ đồ đóng thùng về Việt Nam nha. Ở chỗ ngay chỗ khu thuốc nè, có bà con nói Thảo ơi mua giùm cái thuốc có bầu uống cho tốt á. Nhưng mà bà con không cảm à, Thảo yếu sức khỏe đó. Cái lâu lâu mới mua cho gia đình rồi đóng thùng gửi về thôi. Chứ không có sức khỏe nhiều, không có nhớ công việc nhiều á, đặng làm này kia nọ, nên bà con thông cảm nha. Không có trí nhớ được hay quên rồi. Với lại khi mà phải làm nhiều việc quá là bắt đầu nó rối, giống như nó cái người mình nó cảm thấy áp lực á, nên không có làm được nhiều việc. Giống như là thích đi chơi đồ vậy đó, thích đi vòng vòng đồ. Cái não nó không muốn làm việc nhiều á, tại hồi xưa bị quá trị á, nó bị thương nặng lắm mà. Nhìn mấy người giống Thảo vậy là cái não người ta không thích suy nghĩ, không thích phải nhớ này kia, nên bà con không cảm mà không có làm được. Chứ cũng muốn làm cho bà con cô bác lắm, muốn mua giùm á, bên đây rẻ. Thì ở chỗ này có mấy cái bàn chải đánh răng thường thôi. Nghĩ gì ta? Này chỉ đánh răng nè, chỉ lấy chỉ răng nè, bớt 4 đô. Ủa sao nay để vậy ha? Đi kiếm ổng mua rồi ổng ngồi đây nè. Cái loại mà nó nói là đánh nó cái gì loại đánh qua cái răng. Cái răng mình mà nó đi rót qua đó. nó chỉ vô trong cái răng á. Cái máy thì có 1 cái hả? Hai cái mà. Hai cái kìa. Không sao. Hai cái ạ. 70 đô 1 cái. Nó ông xã chở qua cái Costco gần nhà nè. Chỗ này là giống như bán cho người ta kinh doanh buôn bán á, chứ không phải cái Costco thông thường. Nhiều khi nó có những cái món khác với ngay chỗ Costco mà thường ngày mình đi. Chỗ này cho những người làm ăn buôn bán cái sản phẩm nó lớn hơn. Khu này nhà mới giờ chắc cũng 1,5 triệu một căn. Hồi đó đây là bãi đất rồi người ta mới cất lên chừng 3-4 năm nay. Kế bên nhà Thảo luôn, đi bộ ra cũng được. Nhưng mà ở đây đi xe không mà ông ta không thích đi bộ nhiều. Đi bộ là để đi tập thể dục được thôi. Bảy giờ đến sáu giờ tối. Chủ nhật có mà ba nói không có. Ba Sunday 8 giờ đến 4 giờ kìa. Hồi bữa chủ nhật của ông đi ông nói không có. Ờ cái bịch này bự ha, nhiều không? Mấy phao ông xã? Hả? 2,5 phao là 1 ký hơn á. 10 đô à, lấy 1 bịch đi. Ồ, chưa tới 2 phao. Ồ, chưa tới hả? Là chưa tới 1 ký. Mà thấy nhiều hơn ha. Thấy nhiều. Lấy 2 bịch luôn hả? Tại dư. Cái gì? Cái kiến hả? Vui. Lúc này cận thị phải ra lấy cái kiến để đập. Ông xã đi lựa
đọc thành phần được kỹ lắm rồi mới mua. Thịt có thịt bò, thịt heo nữa. Mỗi này ít ít thôi ba hai. Dự định là mua thùng đó hay sao đó, ổng xin cái thùng luôn. Một bịch thôi. Thôi. Ừ cho ngoại ăn bịch đi. Út Nhung bịch, ông ngoại ăn bịch. Nó hơi nặng á. Trời ơi. Giờ nói cái mấy cái thùng nó còn nhẹ quá, ổng đi lượm mấy cái nạc đồ nặng mật ong. Mấy cái trái cây sấy đồ nặng bà có. Bỏ vô một cái dừa luôn. Anh chưa chưa, nó không có lọc. À, cái mật ong này nó mắc hơn 20 đô bình nè. Nó đậm lắm. 5 phép. Cái bình này thì nó trong hơn nè. Nó 13 đô bình. Mấy 5 phép. Hai bình bằng nhau luôn. Mấy lít? Lít đó hả? 5 phao á. Bỏ vô là nặng luôn. Chuyến này á, đi về Việt Nam gấp nên chưa có mua đồ đủ, thùng nào cũng lỏng bỏng hết, nên bữa nay ông xã mua cho đầy đủ hết nè. Đặng đóng cho xong hết mấy thùng đồ luôn. Mấy chợ này á, gần nhà, lái xe chừng 5 đến 10 phút à, nên lúc nào ông xã không có đi làm á, là chạy cái dù ra để mua cho xong đồ. Nhà Thảo có trồng đào. Mà cái loại này nè, loại nào ta? Loại có lông á. Đây không có không à? Không. cái loại này có, nhà Thảo có hai cây đào. Chỗ cái này là gọi là Galaxy Donut Beach. Đó. Cái loại này trái bự lắm, Thảo trồng một cây nó không bự giống vậy đâu. Mà sau này chín quá trời luôn nè. Mình lựa trái nào nó cứng á, nó mới giòn. Cái này chín rồi. Chín ơi là chín luôn, trái này ngọt thanh luôn á. Ăn ngon lắm. Chín rồi làm trà đào ngon, còn sống hả, giòn rụm luôn mà ngọt thanh. Ăn cái nó ngon dữ lắm. Nhiều vậy ta? Không thấy giá. Còn trái này là trái xương đào. Trái này thì chua chua ngọt ngọt. Táo có nhiều loại ha. Táo nè, kiwi nè, lê nè. Lê này giòn lắm á, ngon. Có hai loại, ba loại luôn. Trái ngắn, rồi trái dài, trái bự, trái nhỏ. Nhiều loại luôn ha. Rồi trái vàng, trái xanh. Thì các chợ, các tiệm nhiều lắm. Vòng vòng gần nhà đó nên có khi xẹt qua xẹt lại từ sáng đến chiều luôn bà con cô bác. Cái này nhẹ mà, sẵn đóng thùng á, đóng luôn. Tại có cái vườn rau đó, cái vợ chồng Thảo mua về cho mấy em ghim. Cái này là nó tự sạc, sạc điện á, từ năng lượng mặt trời á, solar nè. Cái xong tối trái mà mình tưới nước, mình hạn chế tưới vô cái cây này ha, nhiều cây nó bị hở thì nó sẽ tắt đó. À, cái này cũng đẹp nè. Ồ, nhiều quá trời luôn. Ừ, lấy cái bông đi. Bông lạ. Đưa cái cho bà con coi. Đồng 25 sen. Gắn năng lượng mặt trời. Tối nó sáng. Giống vòng vòng cái vườn. Cái vườn buổi tối cũng đẹp rồi sáng nữa. Mấy con này con kia thấy sợ không lợi phá nhiều. Không cắn cây đồ đó. Cái lửa này đi. Là giống như là mấy cái đèn của mình đem theo đi cắm trại á. Sáng nữa. À, có cái cây nữa hả? À, kìa, sáng lên kìa không hả? Hả? Sáng lên đó. Sáng lên. Bự quá. Bự quá. Bự quá. Cây kia nó nhỏ, nó gọn hơn. Cây này mua gắn ở đây được. Đâu gỡ ra cái coi xong ra. Nó tự sáng nè, nó có năng lượng. Hút đèn ánh đèn nè. Thôi mình lấy cái thường thôi. Ừ, lấy cái đó đi. Lấy cái vỏ rồi mà ổng còn lấy thêm cái nữa. Tháo được nè. Tháo được hả? Ừ. Muốn lấy cái màu đen, có mấy màu luôn kìa. Màu đồng rồi màu bạc nữa. Ừ, màu đen dở dơ hả?
Màu đồng cũng được vậy. Màu đồng nè. Lấy chục cái kia hả? Cái nó nhìn lạ lạ, đẹp. Đen đi giống xuống đất đỡ chưa? À, cũng được. Thì lạ lạ hai cái đi cho đẹp. Ừ, đó màu đồng thấy đẹp á. Lấy phù ấm. Có cái mũ này không đó. À, coi có cây mũ không để gắn xuống. Gắn cái này lên cái gì hả? Hay sao gắn xuống đất luôn? À, cho nó cao lên hả? Đó giờ có biết đâu, Thảo để vậy Thảo gắn luôn nè bà con. Lạc hậu tình hình dễ sợ. Phải quay ngược lại cho nó cao lên chút. Ừ, lấy 10 cái đó đi. Bỏ lên đây nè, bỏ lên đây nè cho người ta dễ kiểm. Bỏ vỏ lên đây. Ê, cái này không có nè. Nó dướng này chứ không phải không có. Lấy là coi chừng. Trời. Ừ, lấy. Đủ chưa? Nó đẹp ha. Thôi, 10 cái thôi. 10 cái thôi. Cái kia dễ hơn, cái kia nó sáng ra. Còn cái này nó sáng ngang thôi. Thấy nó đẹp đẹp vậy chứ ba nhìn coi nó chỉa ngang á. Thấy không? Cái kia nó sáng ra, ánh sáng nó sáng tràn hòa hơn. Phải không? Thảo sợ cái này á, gói khó. Cái ông thả, ông xã lấy ra nè. Rồi mình chồng lại, mấy cái này mình chồng lại, mình cột lại. À, rồi về mình về bến mình gắn lại. À được. Lâu lâu ông xã hay quá. Phát hiện, đột sức. Rồi ông mua thêm nữa, trầu. Rồi cái đó đẹp ha. Tại có khu vườn của nhỏ em á, với khu vườn nhà mẹ. Bữa nay ngày được nghỉ của ông xã, phụ đóng thùng đồ. Mà xong rồi cái tiệm không có người làm. Cái người ta nhắn hỏi đi làm được không. Xã nói kệ cố gắng đi làm, kiếm thêm tiền. đi chơi tốn tiền quá, phải đi cài cuốc nhiều bà con cô bác ơi. Mà sáng đi ăn cái đi. Đi ăn cái rồi cho ông xã đi làm. Tại cái tiệm phở tàu bay này ở gần nhà, cách có 4 phút, 5 phút lái xe à. Mà mở cửa sớm rồi đóng cửa trễ. Nên sáng mà mấy tiệm kia chưa mở cửa nhiều, nên mình ăn ở đây thường. Có đồ chay nhiều lắm mà cũng ngon nữa, đồ chay đồ mặn đầy đủ. À, ở quán này thì bún cái gì ta, phở là đặc biệt rồi, tại vì ta đặt phở tàu bay mà. Ngoài ra còn có những món phụ nhiều lắm. À, ở đây ông xã hay ăn cái gì? Phở rồi mì xào, cho em cái cơm xào chay nha chị. À, ông xã gì? Ừ. Áp chảo giòn, thở áp chảo. Vincent. À, rồi Vincent con ăn gì? À, ba Thái kêu cho nhỏ kìa, gọi cho nhỏ đi. À. Rồi nè, Vincent. Thích nhất là ở đây có nhiều rau. Cái này là món mặn nè, mì xào, mười mấy đô dĩa vậy nè, bà con cô bác. Nó, cái này là không phải mì đâu. Ở đây có món, cái này là hủ tiếu xào giòn. Cái hủ tiếu mà chiên giòn á bà con. Rồi rau rất là nhiều luôn. Cái món này món hủ tiếu xào thập cẩm. Hủ tiếu xào giòn thập cẩm. Cái này là hủ tiếu mà cái loại hủ tiếu mềm á. Cái chiên giòn nguyên miếng ăn giòn gụm vậy á. Rất là nhiều rau luôn. Ông xã hay ăn cái món này rồi thấy nhiều quá, một dĩa, cái dĩa nó bự lắm, nó bự bằng gan gửi tài. Rồi một lần nào cũng chừa đem về hết chiều ăn. Thảo thích có mấy rau á. Ông xã lo trả tiền trước luôn á, để ăn hồi cái ăn xong là bay ra xe chạy đi làm. Bữa nay cho ông xã ăn có sức đem về chứ tối đóng. Món này chưa quay mà bún thịt chả giò. Ở cái chả giò gì mà nó bự chán bà con. Ông xã ăn chút à. Cần chừa lại.
cảm ơn. Ngon không bà con cô bác? Mời bà con cô bác ăn trưa. Cái này sáng trưa. Nhà Thảo ăn sáng với trưa chung luôn. Bữa nay Thảo đăng video tới đây nha. Chúc cô chú anh chị và các em có những giây phút thư giãn vui vẻ. Hẹn gặp lại trong những video mới của gia đình Thảo nha. Tạm biệt cô chú anh chị và các em.